Xin chào quý vị và các bạn. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến các bạn chiếc Ford Ranger XLS AT. Đây là phiên bản số tự động một cầu màu trắng. Hiện tại thì có giá là 650 triệu thì chúng tôi đang tặng gói phụ kiện như là lót thùng, dàn kính, trải sàn và camera hành trình. Các bạn quan tâm có thể liên hệ chúng tôi theo số điện thoại 0902 157 666 để mua xe có cơ hội phục vụ quý vị ạ. Xe được trang bị những tính năng mới như là trợ lái điện và cân bằng điện tử là một trong những cái tính năng mới của cái dòng Ranger XLS AT. Được thừa hưởng về cái thiết kế của XLT nên là có cái cụm chìa khóa điện thì nó sẽ mới hơn so với lại cái bản cũ này, cũng như là cái mặt táp lô, mặt tổng quan này sẽ khác hơn so với lại cái phiên bản cũ một chút. Ghế nỉ các bạn có thể bọc cái da hoặc làm màn hình camera lùi. Có tất cả là 8 màu, ngoài màu trắng này ra còn có màu đen, màu xám, màu bạc, màu xanh thiên thanh, màu xanh dương, màu ghi vàng. Vâng, rất là nhiều màu. Các bạn đã quan tâm thì có thể liên hệ cho chúng tôi số điện thoại là 0902 157 666 hoặc ấn đăng ký kênh Vua Xe để theo dõi những video mới và những video hot mà chúng tôi gửi đến quý vị và bạn. Vâng, Vua Xe xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.